chào các bạn nhé. Thì đã đáp ứng được thắc mắc của một số bạn điện đến cho tôi hỏi bệnh về quạt mặt lạnh của máy lạnh Panasonic GA32, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ tới các bạn nguyên lý hoạt động của mạch quạt đó và các bệnh thường gặp. Thì như chúng ta đã biết, máy lạnh Panasonic GA32 thì họ đã sử dụng quạt DC. Thì mạch quạt DC của nó hôm nay mình sẽ chia sẻ cụ thể tới các bạn. Đây là một cái mạch của máy lạnh Panasonic. Đây là máy nhập Malaysia. Nhưng so với mạch của Việt Nam thì nó cũng tương tự như nhau. Thì mình lấy mô hình này và mình sẽ chia sẻ tới các bạn mạch cụ thể của nó, và nó sẽ áp dụng cho cả mạch của chúng ta, mạch của máy xuất sang Việt Nam. Đây, giác cắm của quạt đây. Thì chân thứ nhất là chân 300V này. Chân thứ hai, chân thứ ba bỏ trống. Chân thứ bốn là 0V. Chân thứ năm là 15V. Chân thứ sáu là chân FB. Và chân thứ bảy là chân điều khiển, chân con và là chân control đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ dò này. Thứ nhất là điện áp 300V này. Thì nếu các bạn mà đã tìm hiểu qua thì cũng biết là điện áp 300V này sẽ được cấp trực tiếp từ tụ nọc nguồn đầu vào. Đây, điện 3 tụ nọc 300V này. Chúng ta có hai chân của AC này. Một chân cắm vào đây, một chân cắm vào cực của dây này, và được chỉnh lưu qua cầu diode này sẽ được nọc trên tụ to tạo ra điện áp 300V. Đây, tôi sẽ cùng dò tới các bạn. Đây, điện áp 300V này, đây là cực dương này, sẽ được nối với một đầu của cuộn dây này, và đầu bên kia của cuộn dây sẽ được nối với chân 1 của giác cắm quạt. Và chân số 4 này sẽ được nối với cực âm của tụ 300V. Đây. Đấy. Chân thứ 5 là điện được là chân được cấp điện áp 15V. Thì điện áp 15V này được cấp từ đâu? Chúng ta thấy là bo mặt lạnh này sử dụng nguồn xung. Nguồn xung này. Nguồn cấp điện cho nguồn xung là điện áp 300V này. Và sau khi điện áp 300V qua nguồn xung sẽ tạo ra điện áp 20V được nạp trên tụ này. Và điện áp 12V nạp trên tụ này. Để cấp điện áp 12V để cấp cho loa này và IC cổng đảo. Và điện áp 5V được nạp trên tụ này để cấp cho vi xử lý. Thì tôi đã dò mạch và tôi thấy tụ này là tụ nọc điện áp 20V này. Thì điện áp 20V này sẽ được chạy qua một mạch ổn áp 15V. Nó gồm có hai diode Zener nối tiếp nhau này. Và bóng transistor này. Là tạo ra điện áp 15V. Cấp cho chân 5 của quạt. Thì đây, chúng ta sẽ dò đây. Điện áp 20V này sẽ được cấp cho chân C của bóng này. Đấy. Và chân B của bóng transistor này thì được nối với hai đầu. Đây, hai đầu của điện trở. Hai điện trở 22K này song song với nhau đây. Đây, hai điện trở 22K đầu song song với nhau để mà chia dòng. Và đấu với đầu của diode Zener. Đây, chúng ta có hai diode Zener nối tiếp nhau. Nhưng khi chúng ta đo kiểm hai đầu của hai diode Zener này, chúng ta sẽ có 15V. Và diode Zener và bóng này kết hợp với nhau tạo thành mạch ổn áp 15V đã cấp cho chân 5 của giác cắm quạt. Thì đây chúng ta có này, điện áp 20V này cấp vào chân C này.
chân B này thì sẽ cấp chạy vào đầu của diode Zener 15V này, và chân C nó sẽ chạy trực tiếp tới chân 5. Sau khi qua mạch ổn áp 15V này thì sang chân C này chúng ta sẽ có điện áp 15V cấp cho chân 5 của gia cắm quạt. Và tiếp theo, điện áp phản hồi của quạt. Đây là chân 6 sẽ được cấp về chân 2 của một photo quang. Đây. Chính là photo quang này này. Là chân 2 của điện của photo quang. Điện áp phản hồi cấp vào chân 2. Và chân 1 của photo quang sẽ được đấu qua một điện trở 7,5. Đây điện trở này là điện trở 7,5K. Tôi dùng là các bạn xem. Đây, điện trở này 752 này, số trên này là 752 là 7,5K. Đây, chân 1 được nối với điện trở 7,5K và đầu điện trở bên kia sẽ được nối với chân số 5 của giác cắm quạt, có nghĩa là đấu với điện áp 15V. Và chân 4 của điện áp 15V này sẽ được đấu với điện áp 5V. Chân 3 sẽ được đấu với qua mấy điện trở này, cầu phân áp của các điện trở này và đấu chạy về vi sinh lý. Thì lát nữa tôi sẽ chia sẻ mạch cụ thể tới các bạn. Tôi đã vẽ. Đây là tôi giới thiệu sơ qua tới các bạn. Và chân số 7 này là chân điều khiển. Thì chân số 7 này nó sẽ chạy về đầu điện trở này. Đây, đầu đầu của hai điện trở nối tiếp nhau này. Thì đầu giữa này, đầu phía bên này thì sẽ được nối với mát này, và đầu giữa nó sẽ nối với một điện trở ở này. Đây. Đây, chân 7 này, chân 7 nối với đầu điện trở này. Và sang bên này nối với một điện trở nữa, và đầu bên này của điện trở sẽ được nối về cực C. Đây, cực C của bóng transistor này đây. Cực B của bóng transistor này thì nối với cực 4 của bóng của một PC, một opto quang PC816. Đây. Thì bóng PC816 này sẽ được điều khiển bởi chân 1, chân 2 của opto quang. Thì cũng như vậy, chân 1 1 này cũng được đấu với điện áp 5V. Thì nó sẽ đấu với chung với chân 4 này của PC phản hồi đấy. Và đấu với điện áp 15V. Và chân 2 thì nó sẽ nối qua một số điện trở và trở về vi sinh lý để vi sinh lý cấp xung thông qua chân 2 này và điều khiển cho PC này đóng mở, phát xung sang chân 4 và chân 3, và chân 4 chân 3 này sẽ phát xung tới chân 7 điều khiển quạt. Thì đây. Đây là trên mạch, và trên đây là tôi đã vẽ được mạch của quạt đây. Thì tôi xin chia sẻ tới các bạn. Vi sinh lý sẽ cấp một xung. Đây. Đây là mạch cấp điện 15V này. Vi sinh lý sẽ điều khiển IC đảo này để đóng cấp điện vào opto quang PC816 này. Và khi đó, điện áp 20V sẽ được chạy từ chân 4 sang chân 3 và cấp vào hai đầu của điện trở 22K. Đây chính là hai đầu điện trở này đây. Như tôi đã giới thiệu tới các bạn, đây hai đầu điện trở này. Tôi sẽ giới thiệu tới các bạn và chỉ trực tiếp trên mạch. PC816 đây. Chính là PC này đây. Và điện áp 20V cấp vào đây. Chạy qua hai đầu điện trở, chính là hai điện trở này. Và đây là hai diode Zener nối tiếp nhau.
là hai điều dây nơ này và chạy qua bóng này và ở cực C này, cực C đây chúng ta sẽ thu được điện áp 15V đây, cấp vào chân của giác cắm quạt. Tiếp theo là điện áp phản hồi, thì điện áp phản hồi chúng ta sẽ xem trực tiếp ở trên mạch. Đây, điện áp phản hồi sẽ cấp vào chân B. Đây. Thì là chân 6 đây, chạy xuống đây. Và vào chân số 2 của PC này. Và chân số 2 đây. Và chân số 1 được đấu qua điện trở này đây, là chính là điện trở này. Đấu qua điện trở này và đấu với chân 5 là 15V. Và chân 5 này, chân 4 của ô tô quang đó sẽ được đấu với 5V. Chân 3 thì sẽ được chạy qua điện trở này. Đây, chính là điện trở 1K này đây. Chạy sang đây, qua giắc cắm này. Và chạy về đây chúng ta dò về sẽ có một điện trở 20K nạp súng mát này. Một tụ nạp súng mát và qua điện trở 1K. Đây, nó sẽ chạy theo đường vòng này. Chạy qua điện trở 1K và cấp báo về vi xử lý. Và điện trở mạch điều khiển cũng vậy. Đây, mạch điều khiển này. Vi xử lý sẽ chạy qua các điện trở này, chạy qua ô tô quang này. Và là ô tô quang thứ hai này đây. Cũng vẫn là PC816 và điều khiển một bóng. Để điều khiển quạt đây. Vậy trên mạch này, trên mạch nhà quạt này thì chúng ta hay gặp những bệnh nào? Thì như kinh nghiệm của tôi sửa, phần lớn là hỏng hai cái zener này, là trị số điện áp 15V ở cái chân B này này. 15V nó giảm xuống còn 11V. Vì sao? Vì trong hai điều zener này, một điều zener sẽ ổn áp điện áp 10V và một con sẽ ổn áp điện áp 5V. Khi tôi phát hiện hỏng thì tôi đo trên hai đầu của điều zener này còn có 11V, không đủ điện áp để cấp cho quạt này điều khiển các IC driver trong quạt để chạy. Khi đó máy sẽ báo lỗi của quạt, là cụ thể là chạy hết tốc độ, quạt chạy hết tốc độ một lúc máy báo lỗi. Thì tôi đã bỏ hai điếu zener này đi và thay một điếu zener 15V vào chân B này. Khi đó máy đã hoạt động bình thường. Còn các bệnh khác thì tôi cũng chưa gặp. Còn nếu có gặp thì theo như suy nghĩ của tôi thì nó chỉ có thể là hỏng PC816 này, ba con PC816 này chúng ta cần kiểm tra. Trên mạch này thì những linh kiện có thể hỏng thì chúng ta kiểm tra, thứ nhất là PC816 này. Đây, ba con PC816 này chúng ta cần kiểm tra. Và những con tụ này, tụ nọc mát này, nó có thể bị chập, khi đó xung báo về vi xử lý sẽ bị mất, thì máy sẽ báo lỗi của quạt. Hoặc hỏng mà nguồn 15V từ biến áp này, là mất điện áp 15V này, thì máy cũng báo lỗi của quạt. Thì chúng ta cứ dò mấy cái đường đó, điện áp 15V này, kiểm tra mấy PC này, 816 này, và tụ nọc nhiễu bảo vệ vi xử lý. Thì trên đây tôi đã chia sẻ tới các bạn mạch quạt của máy lạnh Panasonic. Đây,
Có một số bạn hỏi tôi là cái bóng điều khiển quạt là bóng thuận hay bóng ngược, thì đây trong đó chúng ta có bóng điều khiển quạt là bóng ngược và bóng mà cấp điện 15V thì lại là bóng thuận. À xin lỗi các bạn, bóng cấp điện 15V là bóng thuận, là bóng ngược và bóng điều khiển là bóng thuận. Xin lỗi các bạn. Đây, bóng này là bóng điều khiển này, là bóng thuận này. Và bóng cấp điện 15V là bóng ngược. Mạch điện này là mạch điện chung cho mạch dòng máy Pana GA32. Đây là mạch điện quạt, mạch quạt lạnh. Đây là mạch quạt lạnh máy Panasonic GA32. Thì chúng ta dò mạch như thế này là chúng ta đã sửa được toàn bộ bệnh về quạt của máy lạnh Panasonic. Đây cả Mono cả Inventor họ đều dùng cái mạch này hết. Chúng ta chú ý. Xin chào các bạn đã theo dõi clip của tôi. Nếu các bạn thấy bổ ích thì các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ kênh để giúp mình có động lực làm nhiều video clip chia sẻ tới các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.